Thưa quý vị, với phương châm hướng về cộng đồng, từ khi ra đời cho đến nay, quỹ chung một tấm lòng câu lạc bộ phóng viên Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Sau 2 năm, đã có hơn 1.000 tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tận tay các đối tượng không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, cùng với nhiều phần quà học bổng giá trị dành cho học sinh nghèo. Đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về như thế này, quỹ chung một tấm lòng lại kết hợp với Hội thầy thuốc trẻ của tỉnh tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Chương trình giàu ý nghĩa này đã chạm đến trái tim của các đối tượng được thụ hưởng. Năm nay, chương trình đã đến với đồng bào nghèo huyện Châu Đức. Chương trình tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí do Quỹ chung một tấm lòng câu lạc bộ phóng viên Bà Rịa Vũng Tàu và Hội thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp tổ chức cho 400 người nghèo của huyện Châu Đức. Tại chương trình, người dân được thăm khám các chuyên khoa nội tim mạch, nội tổng quát, ngoại tổng quát, tai mũi họng, răng hàm mặt. Các y bác sĩ cũng tư vấn người dân chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát thuốc miễn phí cho người bệnh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 450 triệu đồng. Do Quỹ chung một tấm lòng câu lạc bộ phóng viên Bà Rịa Vũng Tàu, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vận động Mạnh Thường Quân và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Anh tài trợ. Nhiều lần khám bệnh từ thiện thì chúng tôi nhận thấy rằng là rất nhiều bà con, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa, có nhiều cái bệnh mà chưa được phát hiện hoặc là có bệnh mà không được điều trị. Cụ thể như hôm nay chúng tôi đã phát hiện ra nhiều trường hợp bệnh cần phải được đi bệnh viện khám để điều trị sớm thì cái giúp được nhanh chóng được hết bệnh. Và mong muốn trong thời gian sắp tới, trước những cái nhu cầu rất là cần thiết như vậy, thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn được duy trì những hoạt động như thế này, đem đến những cái mùa Tết ấm áp vui tươi và tốt đẹp hơn cho những người dân. Được đội ngũ y bác sĩ trẻ tận tình thăm khám, phát thuốc miễn phí, đồng thời được nhận các phần quà Tết từ chương trình, người nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức hết sức cảm kích. Rất cảm ơn chương trình nhiều lắm. Nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm, như bà đây, bà nuôi 2 đứa trẻ mồ côi, ông bệnh nhân già. Rất mừng và cảm ơn chương trình rất nhiều. Các bác sĩ cũng gỡ 50-60 người tới tận tình để lo bệnh nhân ở các nhờ nhiều xã, nhiều ấp. Rồi để phát quà, phát gạo, rồi cho những người nghèo khổ. Rồi tôi cũng chân thành cảm ơn bác sĩ tận tình tới đây giúp đỡ cho đồng bào ở đây. Đúng như ý nghĩa là của câu lạc bộ phóng viên là quỹ chung một tấm lòng, thì các anh chị cũng đã huy động được nhiều nguồn lực. Ví dụ như hôm nay là đã huy động được 400 phần quà, cộng với đội ngũ y bác sĩ khoảng 30 người đấy, khám chữa bệnh cho bà con nhân dân huyện Châu Đức chúng tôi. Và tôi tin tưởng là với tấm lòng của các anh chị như vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ được nhiều Mạnh Thường Quân quan tâm hỗ trợ để làm sao góp phần nhỏ vào cái việc giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh chúng ta. Thời gian qua, không chỉ thực hiện chức trách ghi nhận, phản ánh, chuyển tải thông tin, mà với tư cách một công dân, nhiều nhà báo tại Bà Rịa Vũng Tàu luôn nỗ lực làm cầu nối để chia sẻ kết nối vì cộng đồng, góp phần nhân rộng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.